Thì bây giờ tôi đang ngồi đây nè, nếu mà hai vong muốn cái điều gì mà muốn muốn rời khỏi nhà này cứ xuất hiện ra trực tiếp nói chuyện với tôi. Tiêu chuẩn này, hướng nhang là tiêu chuẩn này. Bây giờ Dung Linh có ở đây không? Hello, xin chào mừng ông bà, chúc anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sang Ma TV cả nhà của mình cả nhà. Là một chào biết nhiêu năm nay mà vẫn còn dấp hoài. Từ cái nhà thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại cái ngôi nhà của đôi vợ chồng Việt Kiều ở Mỹ để tiếp tục theo dõi cái vong linh này. Thì ở tập trước cái nhà mình xem cũng đã thấy một cái vong linh, một cô gái mang mang bầu. Thì khi mình nói chuyện và giao tiếp với cô gái này thì cô gái này có nói là kêu mình về hỏi ông chủ nhà coi cái bầu này là thế nào, là có nghĩa là cô gái này đang tố chủ nhà làm cho cô gái mang bầu. Thì hôm nay mọi người thì trong thời gian mà mình đang nằm suy nghĩ để có cách nào để mà thu phục được hai cái vong này, đó thì bất ngờ anh chủ nhà gọi cho mình. Tại vì anh chủ nhà thì lúc nào anh cũng theo dõi và xem coi là vong linh trong nhà thế nào và nhà cửa anh ta ra sao. Đó thì cũng có nghe cái câu chuyện cô gái này nói ra và cũng có thấy cô gái. Thì anh ta thật sự cũng thừa nhận với mình luôn chứ không phải là giấu giếm làm gì. Đó. Thì anh ta nói là cái thời còn trẻ là vào năm ảnh 23 tuổi thì ảnh có quen một cái cô gái tên là Huệ, 21 tuổi. Thì cái thời điểm đó thì cái nhà biết cái thời xưa mà ông bà xưa rất là khó khăn đó, thì hai người này cũng có yêu thương nhau và qua lại với nhau trong cái thời gian cũng 7 năm đó. Thì trong quá trình đó thì hai người này cũng có xảy ra vấn đề là chung đụng xác thịt và làm chuyện vợ chồng bao nhiêu lần thì không nhớ đó. Thì cô gái này bỗng một hôm nào đó cô gái này có bầu. Thì gia đình bên 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 cô gái này á thì nói chung là người ta bên gái mà thì nghe cô gái nói ừ là cái bầu này là con của anh đó thì tất nhiên là người ta sẽ muốn là tại thời đó cái nhà biết rồi, thời đó mà phụ nữ mà mang bầu quan á, thì dòng họ đồ này nọ đồ người ta chê cười đồ gắn viện sớm chê cười lắm nó chứ phải như thời giờ đâu. Nó thì cũng qua để gia đình đây nói chuyện gia đình kia để cho hai người này kết hợp nhau vợ chồng nọ rồi để cho đứa con nó có cha có mẹ. Thì ngặt nổi là bên đây người ta không có nhận cháu không nhận con, tại vì bên đây bên đàn trai á người ta không biết là ở cái đứa con trong bụng của cô này cô Huệ này nè là con ai, biết biết đâu là cái cô này ăn ở với một cái người nào khác rồi đến mang bầu rồi cái nào đến đem cho cái ông này để cái ông này ông nhận đó. Đó, thì hai bên cũng làm khó và không có bên nào chừa nhường bên nào. Đó thì cái thời gian đỉnh điểm nhất á, là cái anh này cũng lén lút hẹn và gặp cái vong của cô Huệ, không phải cái vong không có thời đó lúc còn sống quên đó, là gặp cái cô Huệ nè, là hai người mới bàn tính với nhau và lên kế hoạch chơi dẫn nhau đi trốn. Đó thì hai người cũng dẫn đi nơi khác trốn và ở cũng được vài tháng cái nha. Thì cái thời gian mà cái cô Huệ này lúc mà mới biết mình có bầu á là khoảng tầm mới được có 2 đến 3 tháng thôi. Thì hai người dẫn nhau đi trốn thì cũng được đôi 3 tháng gì đó là đến đó thời điểm đó là cái bầu được 6 tháng rồi. 6 7 tháng gì đó thì cái bầu bự rồi. Đó thì gia đình bên cái ông này
mới tìm ra được hai cái đôi, hai người này đang trốn, thì bất thình lình lên và xuất hiện cái bắt cái anh này về tuốt đó. Thì cái thời điểm này thì cô gái này chỉ có một mình anh ta nương tựa thôi, và bụng thì đang bầu đợi ngày sanh, mà giờ cái anh này bị bắt về cái nhà, thì cô ta đã kiểu như là nghĩ quẩn và đã uống thuốc sâu tự vẫn. Nó thì nó thật sự thời đó thì cái cô gái này làm cái điều như vậy thì đôi khi mình thấy cũng dại dột, nhưng mà cũng không trách được cô ta, tại vì nơi đất khách quê người xa lạ không có ai biết hết, mà được có mỗi cái người, cái anh này là người thân và người yêu cái người tin tưởng nhất, mà bây giờ bắt ngang và bây giờ mình lại không nhận nữa. Cô gái này tủi thân, uống thuốc sâu tự vẫn. Thì cái thời gian sau cái anh này được bắt về nhà thì cũng có vợ đó, thì sau này thì mới biết là cái cô gái tên Huệ này, người yêu anh ta đã mất rồi. Nhưng mà mồ mả ở đâu thì anh này không biết, tại vì bên gia đình bên đây thì đâu cho biết, nó chôn cất đâu thì không biết đó. Thì trước đây mình cũng có nói nhà mình là cái nhà mình là cái nhà của anh hiện tại, giờ là nhà sau này thôi, còn cái nhà trước đây của ông bà tổ tiên ngày trước là bằng gỗ bằng ngói cái nhà đó. Thì sau này hai chồng cũng, hai chồng anh hiện tại nha, là cũng cắt lên cái nhà vậy rồi ở thời gian rồi bị vong linh phá đó đó. Rồi hai chồng mới kiểu như có công việc đi nước ngoài rồi sau đó định cư luôn đó. Rồi bây giờ thì cái nhà đó hiện tại về đang vong linh, mà cái vong cô gái này thì xuất hiện bất thình lình, bây giờ nói là anh ta làm cô ta mang bầu đó. Thì hôm nay á, là mình đến là thứ nhất á, là mình sẽ làm rõ vấn đề này để mình hỏi xem là cái con cô gái này là tên gì và bao nhiêu tuổi đó. Thì nếu mà cô ta trả lời đúng như những gì anh ta nói á, thì chắc nhiên là cô gái này là cái người yêu của cái anh này và chính là cô Huệ năm xưa. Thì cái này thì theo mình thấy á, là cái bông cái bầu này á, thì chắc có lẽ là không biết pháp thuật, tại vì mình thấy khi mà mình dàn trận bắt á, là cái bông cô gái bị bắt thì cái bông quỷ mà cầm dao đó nó giữ đó thì nó giải ra nó. Thì mình nghĩ á, tốt nhất là bây giờ nên bắt cái bông của bầu này trước vào cái hồ lô, sau đó thì giải quyết cái bông kia sau đó. Thì cái nhà ấy, thì bây giờ mình sẽ đi đến ngôi nhà đó và xem thử coi hôm nay mình có giải tỏa được cái thắc mắc của mình và như khán giả cũng như các anh chủ nhà hay không nha. Thì ok, thì giờ mời bà cô chú anh chị các bạn đang xem video hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh like ủng hộ mình nha, và comment ý kiến cái nhà cùng lẫn nha. Thì thôi thôi đi thôi cái nhà. Thì cái nhà thì bây giờ mình đã đến ngôi nhà và bây giờ mình chuẩn bị vô. Xin chào hai vong linh. Hôm nay tôi đến đây tôi muốn giúp đỡ cho hai vong linh. Hai vong linh. Gì? Nói câu khác hả? Ủa thì ta đến đây giúp đỡ thì kêu nói giúp đỡ chứ lại nói làm sao? Cái đó là tôi ý tốt và tôi muốn giúp đỡ chứ giờ phiên hai vong không nghe làm sao? Tại vì cái hôm trước là cái vong của cái bà gì mà có bầu nè, nói là chủ nhà làm bà có bầu đó. Thì hôm nay tôi cũng đến đây xác thực là phải có bầu, đúng có bầu, cái bà này phải là chủ nhà làm có bầu không? Bà bầu này bà tên gì? Gì? Huệ hả? Bà chết năm nhiêu tuổi? Năm 21 tuổi. Mà chết như năm rồi? Bà quen biết gì với chủ nhà này không?
Tại sao mà thời gian thấm thoát đã 19 năm từ khi lúc ở mắt tới giờ mà tới giờ bà chẳng chưa đi siêu thoát? Tại vì bà mang bầu sao đi thoát được? Bây giờ là bà muốn siêu thoát á, tôi muốn giúp bà đẻ luôn. Bà đẻ rồi bà đi thoát được. Bây giờ bà nghe theo con quỷ cầm dao làm gì, nó quỷ dữ như nè. Nhưng mà tao chưa muốn đi. Bà đang làm gì? Nhà của người ta. Nhà này đúng nhà của tao mà. Thì bây giờ tôi không biết, bây giờ là bà mất rồi, bà mất rồi thì bây giờ là cái âm dương cách biệt rồi, hai thế giới khác nhau rồi. Bà bây giờ có âm của bà đi, Tội nghiệp quá. người ta có dương của người ta. Bây giờ bà người âm mà bà còn tranh tranh giành người dương để làm gì hả? Bây giờ tôi khuyên bà nên bây giờ nên ngoan ngoãn theo tôi về chùa đi, để cho bà có thể nghe kinh kệ và tu hành đi rồi chuyển kiếp. Không có dạy chùa gì hết. Cái nhà này, cái vòng mà này trả lời đúng luôn á. Bà tên Huệ 21 tuổi, chết 19 năm rồi. Bà trả lời đúng nghe theo lời anh ấy nói luôn á. Giờ cái vòng mà này chắc đúng bà nè. Thôi vậy. Vậy. Tôi khuyên bà vậy đó, bây giờ bà đừng có theo con nhỏ đó nữa, con nhỏ đó dữ lắm, nó cầm dao đó. Bây giờ bà muốn gì? Bây giờ bà tính là bây giờ bà đến báo thù chủ nhà hay gì? Không có báo thù gì mà tao muốn ở đây, tao muốn chiếm cái ngôi nhà này. Tôi quay mặt cái bà có phải người yêu của ổng không? Không thấy mặt mày vậy ghê. Bây giờ bà nói một bây giờ bà nói tên của người yêu bà ra, tên tên gì, ông đó tên gì, tên gì, ông đó tên gì? Nếu bà nói đúng á thì tôi sẽ giúp cho. Cái gì đây, bà giấu làm gì? Mày hỏi nhiều quá rồi. Tôi muốn giúp đỡ bà không hỏi bà sao biết được đâu giúp. Ê. Bà giấu tên ta, không nói tên ổng nha. Mà thật sự mình cũng không nhớ tên ổng tên gì luôn. Tại vì ổng đâu nói cho mình biết đâu. Dẹt cái màn này cái coi.
Chim bị chém rồi. Nếu mà đúng là người yêu của ông, cái ông chủ chủ nhà này mà nói tên ông cho tôi nghe thử, phải đúng cái tên đó không? Cái gì Trần Tâm hả? Để này tôi phải xác thật là mới được. Biết rồi. Bây giờ bà ở nhà làm gì? Bây giờ ảnh có vợ khác, có con khác rồi. Bà ở đây bà đỡ ông làm mẹ gì? Bà đi thoát đi bà ơi. Nhưng mà ta muốn ở đây. Ở đây thì tôi bắt bà chứ sao giờ? Mày có ghen không mà đã bắt tao? Hôm qua mà không có con quỷ cầm dao mà tao bắt được bốn bột ta rồi. Thế tao bắt được mày rồi. Mày tha cho bả đi, mày lại cho đi đi mày, bả có giữ mày, giữ bả làm gì? Tao tao nghĩ chắc lẽ mày với bả cũng không phải là chị em gì đâu, tại vì mày làm bộ mà nói ừ chị em với bả để bả nghe lời mày đúng không? Đúng không? Tiêu thân ta. Gì? Gì? Búp bê đâu bay có bay à? Chắc là đầy trong đầu nha. Mày tính bắt hai mẹ con bả làm binh với mày đúng không? Hả? Bắt làm lính với mày phải không? Hai con quỷ tóc hai ba màu. Sao mày biết hai ba màu? Tôi nhìn tôi thấy mà. Bà bầu á, bà Huệ ơi, bà bị nó lợi dụng đó bà Huệ ơi. Con này mốt nó bắt bà đi làm tay sai cho nó đó, nó sai bà. Bây giờ bà nghe lời tôi đi, bà cứ giúp bà đi, còn nếu bà nghe lời con quỷ này là bà này khó siêu thoát lắm á. Tôi bắt bà là bắt bà để đi mì chùa cho bà tu chứ không phải bắt bà để làm binh. Chứ muốn tao đi khỏi cái nhà này Sao thì gia đình họ phải xin lỗi tao. thì ở này ta ở nước ngoài cho nó ai Việt Nam đâu mà xin lỗi bà. Còn không thì tao sẽ ở cái nhà này.
Sao bà cứng đầu dữ vậy? Bà bầu bì mà bà sao bà cứng đầu dữ vậy? Bây giờ bà lo cho con bà không? Bà muốn cho con bà sinh nở không? Bà tính đi. Bà mang bầu 19 năm rồi đó. Từ lúc bà mất tới giờ 19 năm rồi đó. Bà chưa sanh được đó. Muốn sanh nó ra không? Tôi giúp đỡ cho. Sao con quỷ này nói bà tin? Chị em của tao Vậy. ở đây mấy năm rồi. Vậy là con quỷ này vô này là do bà kêu vô đây phải không? Hả? Tiêu chân chạy. Mới đó tiêu chân ngộ à. Làm muốn gì? Ghê là chơi hả? Mày cầm dao có gì để chơi hả? Ê. Mình đã có cách để bắt cái bà bầu rồi. Mà nghe được ghế lại ghế luôn. Giờ muốn sao? Tôi mà bắt được một cái hay là bà tiêu của nghe bà bầu. Bây giờ tôi cần tôi nói cho bà để bà giúp tôi giúp đỡ cho bà đó, làm phép nhẹ cho bà đó, bây giờ theo tôi đi. Về chùa tu hành để chuyển kiếp đây, để sanh con đây. Bây giờ mà cãi tôi mà tôi bắt được một cái là tôi cho bà tiêu tan luôn á. Đúng rồi, thầy bồ đó. Bà mà nghe lời nó là tôi bắt được bà là cho bà tiêu tan đó, không chịu thoát được luôn á. Nhưng mà tôi chưa có muốn đi. Chưa muốn đi cũng phải đi nữa, nhà của người ta. Bà suy nghĩ kỹ đi, tôi cho bà đây tính một hồi tôi cúng kiến đó, tôi cho bà suy nghĩ đó. Dứt khoát luôn ha. Đỡ, không đi thì thôi. Đừng có trách nghe.
Phụ trách ta biến rồi. Bà lì thiệt, bà nghe bà bày bày vong con quỷ cầm dao này suối nè, chứ bà cũng lượng lự bà muốn đi đấy chứ, tại vì quỷ cầm dao này suối suối hoài, bà nghe lời con quỷ nó hoài nè. Tiểu cho người ta, chỗ này cúng kiến quá, cúng kiến về kiến bắt nữa quá. Ngày bây giờ mình sẽ cúng kiến thì hôm nay mình thôi giảm nó đâu, nó đã biết. Ok, mình cúng kiến rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ cúng kiến nghe các mọi người ơi. Thì giờ tôi cúng cho hai vong này hưởng này nghe. Ngày nào cũng đến cúng cho hưởng giùm cái quấn tôi hoài. Ngày nào tôi cũng đứng đến đây tôi cúng cho hưởng trái cây đồ bánh trái đồ mà cứ đè được tôi chép tôi hoài. Nghiệp quá. Thông cảm đi, không có tiền cái tay mua lỡ bánh tay vậy. Để ý cái nhà đấy không? Mỗi lần cúng kiến là biến tiêu chân. Khi nào đi ra ngoài cái xuất hiện như hưởng. Cũng khôn lắm, không ngu đâu. Bây giờ tôi cúng kiến xong rồi nghe. Bây giờ hai vong đến hưởng rồi cúng nha.
cái nhà thấy hai cái vòng có đến hướng nhang mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đợi cho hai cái vòng xuất hiện nha. Thì bây giờ tôi đang ngồi đây nè, nếu mà hai vòng muốn cái điều gì mà muốn rời khỏi nhà này thì cứ xuất hiện ra trực tiếp nói chuyện với tôi. Tiêu chân này, hướng nhang đâu tiêu chân này. Bây giờ Dung Linh có ở đây không? Bắt xong cái bông của bà bầu rồi. Em muốn gì? Sao mày dám bắt chị tao? Bắt chị mày rồi. Mày liệu hồn á. Cái nhà này bây giờ mình đã bắt được cái bông bà bầu rồi. Thì mình sẽ tạm nhốt đó. Thì mình để mình sẽ viết cái bông con nhỏ này nha.